Hôm qua, đoàn cán bộ Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thanh Duy, trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn huyện Phước Long và huyện Hồng Dân. Đoàn đã làm việc với Ban giám hiệu các trường đặt điểm thi và kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại các điểm thi. Đoàn đã đến kiểm tra tại điểm thi số 13 đặt tại trường trung học phổ thông Trần Văn Bảy, xã Phước Long, huyện Phước Long, điểm thi số 14 đặt tại trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, điểm thi số 15 đặt tại trường trung học phổ thông Ninh Quế, xã Ninh Quế, huyện Hồng Dân, điểm thi số 16 đặt tại trường trung học phổ thông Ngang Dừa, thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân. Tại các trường đặt điểm thi, sau khi nắm tình hình cụ thể công tác chuẩn bị, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các điều kiện về cơ sở vật chất như phòng chứa đề thi, phòng chứa bài thi, phòng hội đồng, các phòng thi, phòng y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thanh Duy, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Bạc Liêu, lưu ý các đơn vị chuẩn bị hoàn tất các khâu, nhanh chóng bổ sung các vật dụng, thiết bị còn thiếu nhằm đảm bảo các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, thành công đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 2023. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh, năm nay toàn tỉnh có 6.382 thí sinh đăng ký dự thi, được chia thành 277 phòng thi. Đến thời điểm này thì chúng tôi đang tập trung chỉ đạo mọi điều kiện tốt nhất để cho kỳ thi diễn ra thành công. Trước hết là chỉ đạo cho các cái trường trung học phổ thông trong tỉnh là tập trung ôn tập cho các em, củng cố lại những kiến thức, rồi tổ chức thi thử để cho các em làm quen với cái dạng đề thi mà của Bộ Giáo dục Đào tạo ra. Cái thứ hai là kiểm tra, chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, từ phòng học, từ trang thiết bị, tất cả các công việc. Cái thứ ba là huy động cái nguồn lực giáo viên trong tỉnh để bố trí ở các điểm thi. Thì hiện nay chúng tôi đã làm xong công tác này. Và tất cả các công việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thì đã gần như hoàn thành. Và cố gắng là tập trung ôn tập và chuẩn bị mọi điều kiện thì Bạc Liêu sẵn sàng cho tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.